Khi chúng ta bước vào nhà thờ, bạn sẽ nhận thấy rằng ở gần phía trên nhà thờ thường trong cung thánh có nhà tạm nơi Đức Kitô ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế như người đã hứa. Gần nhà tạm có một ngọn đèn nhỏ lung linh để cho bạn biết rằng người đang chờ bạn ở đó. Khi bạn ở trước sự hiện diện của người, bạn muốn bái gối. Bái gối là một cử chỉ khiêm nhường khi chúng ta đặt mình trước Thiên Chúa và tôn thờ người. Việc bái gối sử dụng toàn thể con người, thân xác và tâm trí để nhìn nhận sự hiện diện thật và tôn kính người trong bí tích thánh thể. Sách giáo lý nói rằng khi bái gối, chúng ta bày tỏ niềm tin của mình vào sự hiện diện thật của Đức Kitô dưới hình bánh và rượu.